Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 129. Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi. Israel đáng nói, từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, nhưng không thắng hơn tôi được. Các nông phu cày trên lưng tôi, xẻ đường cày mình dài theo trên đó. Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, đã khô héo trước khi bị nhổ. Người gặt không nắm đầy tay mình, kẻ bó không gom đầy ôm mình. Những kẻ lại qua cũng không nói, nguyện phước Đức Giê-hô-va giáng trên các ngươi. Chúng ta nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi. Chương 6. Rồi đó, Đức Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Ga-li-lê là biển Tiberias. Một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lên trên núi ngồi đó với môn đồ. Vả lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình bèn phán với Phi-líp rằng: chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chứ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Phi-líp thưa rằng: 200 đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng: đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá. Nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu? Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn rồi bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: hãy lượm những miếng còn thừa hầu cho không mất chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng: người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển và vào trong một chiếc thuyền sang thẳng bờ bên kia hướng về thành Ca-bê-na-um. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giê-xu còn chưa đến cùng các môn đồ. Gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Khi các môn đồ đã chèo ra độ chừng 25 hay là 30 ta đơ, thấy Đức Chúa Giê-xu đi trên mặt biển gần tới chiếc thuyền thì sợ hãi. Nhưng Ngài phán rằng: ấy là ta đây, đừng sợ chi. Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Đoàn dân ở bờ biển bên kia đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Giê-xu không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Tiberias lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi. Đoàn dân thấy Đức Chúa Giê-xu không ở đó, môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Giê-xu. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển bèn thưa rằng: lạy Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng: chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng:
Thế thì thầy làm phép lạ gì để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn mana trong đồng vắng theo như lời chép rằng Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Mô-xe chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta. Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Nhưng vì Ngài đã phán ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng: Ấy chẳng phải là Giê-xu con của Giô-sép mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng ta đã từ trên trời mà xuống? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi chớ lầm bầm với nhau. Ví bằng Cha là Đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Các sách tiên tri có chép rằng: Ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy Cha, trừ ra Đấng từ Đức Chúa Trời mà đến, Đấng ấy đã thấy Cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng: Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Thì Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như Cha là Đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống. Bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng: Lời này thật khó, ai nghe được? Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng: Điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng: Chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu Cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng: Còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ.
vả, Ngài nói về Giuđa con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau sẽ phản Ngài. Chương 21. Có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ con trai Man-ki-gia và Sô-phô-ni con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia đến cùng người, mà rằng: Nebuchadnezzar vua Babylon đến đánh chúng ta, nên hãy vì chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ vì chúng ta làm y theo mọi việc lạ lùng của Ngài, cho người lìa khỏi chúng ta. Giê-rê-mi đáp rằng: Các ông hãy tâu lại cùng Sê-đê-kia như vậy. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, những binh khí trong tay các ngươi đang cầm để đánh đuổi vua Babylon và người canh đê hiện vây các ngươi ở ngoài tường thành, thì ta sẽ khiến lui về và thâu lại vào giữa thành này. Chính ta sẽ chiến đấu nghịch cùng các ngươi, dùng tay giang ra, cánh tay mạnh sức, nổi nóng phát giận và sự thịnh nộ lớn. Ta sẽ đánh dân cư thành này, cả người và vật, chúng nó sẽ chết dịch rất lớn. Đức Giê-hô-va phán: Sau đó ta sẽ phó Sê-đê-kia vua Giu-đa, tôi tớ và dân nó, tức những kẻ còn lại trong thành đã tránh khỏi dịch lệ gươm dao đói kém, ta sẽ phó chúng nó vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon, vào tay những kẻ cừu thù và những kẻ đòi mạng chúng nó. Nebuchadnezzar sẽ đánh chúng nó bằng lưỡi gươm, không dè tiếc, không áy náy, không thương xót. Ngươi khá nói cùng dân này rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Kẻ nào cứ ở lại trong thành này sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Nhưng kẻ nào ra khỏi, đi sang cùng người canh đê, tức người đang vây mình, thì sẽ sống, và sự sống mình sẽ làm của cướp cho mình. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta để mặt ta trên thành này mà xuống họa cho, chứ không phải xuống phước, thành ấy sẽ bị phó vào tay vua Babylon, người sẽ lấy lửa đốt đi. Luận về nhà vua Giu-đa, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi nhà David, vừa lúc ban mai, hãy làm sự công bình, hãy cứu kẻ bị cướp ra khỏi tay người ức hiếp. E rằng vì các ngươi làm điều ác mà ta phát giận ra như lửa cháy, không ai tắt được chăng? Đức Giê-hô-va phán: Này, hỡi kẻ ở trong nơi trũng, trên vần đá nơi đồng bằng kia, ta nghịch cùng các ngươi là những người nói rằng: Ai sẽ xuống nghịch cùng chúng ta? Ai sẽ sấn vào nơi chúng ta ở? Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phạt các ngươi theo quả của việc làm các ngươi. Ta sẽ đốt lửa trong rừng, lửa sẽ nuốt hết mọi vật ở chung quanh nó. Chương 34. Này là lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi khi Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo binh người, mọi nước trong thế gian phục về người, và mọi dân đang đánh thành Jerusalem và các thành khác thuộc về nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy đi nói cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa rằng: Đức Giê-hô-va có phán: Này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ lấy lửa đốt đi. Chính ngươi sẽ chẳng thoát khỏi tay người, mà chắc sẽ bị bắt phó vào tay người. Mắt ngươi sẽ nhìn mắt của vua Babylon, ngươi sẽ lấy miệng đối miệng mà nói cùng người, và ngươi sẽ đi qua nước Babylon. Dầu vậy, hỡi Sê-đê-kia vua Giu-đa, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Về ngươi, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi sẽ không chết bởi gươm đâu, ngươi sẽ bình an mà chết. Người ta sẽ thiêu đốt cho ngươi cũng như đã thiêu đốt cho tổ phụ ngươi, tức các vua trước ngươi, và sẽ thương khóc ngươi mà rằng: Ôi Chúa ơi, ấy chính ta đã phán lời này. Đức Giê-hô-va phán vậy. Tiên tri Giê-rê-mi
bèn nói mọi lời ấy cùng Sê-đê-kia vua Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, trong khi đạo binh của vua Babylon đánh Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa còn sót lại, tức thành La-ki và thành A-sê-ca. Vì trong các thành của Giu-đa chỉ hai thành bền vững đó còn lại. Lời phán cho Giê-rê-mi bởi Đức Giê-hô-va: sau khi vua Sê-đê-kia đã lập giao ước với cả dân tại Giê-ru-sa-lem, đặng rao sự tự do cho dân đó, hầu cho ai nấy thả kẻ nô hoặc tỳ, tức là người nam hoặc nữ Hê-bơ-rơ, cho được thong thả, chẳng ai được lại giữ người Giu-đa anh em mình làm tôi mọi nữa. Hết thảy quan trưởng và cả dân đã dự vào giao ước ấy, mỗi người vâng lời phải thả đầy tớ trai mình, mỗi người phải thả đầy tớ gái mình được thong thả, không còn giữ lại làm tôi mọi nữa. Họ đều ưng theo và thả nô tỳ ra. Nhưng rồi lại đổi ý, bắt những kẻ tôi đòi mà mình đã tha cho được thong thả lại trở về phục sự mình làm tôi đòi. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: ta đã lập giao ước với tổ phụ các ngươi trong ngày ta đem họ ra khỏi đất Ê-díp-tô, khỏi nhà nô lệ, và đã truyền cho rằng: khi đã hết 7 năm, trong các ngươi ai nấy phải buông tha người anh em là người Hê-bơ-rơ đã bán cho mình và đã phục dịch mình 6 năm rồi. Ngươi hãy buông ra khỏi ngươi cho được thông thả. Nhưng tổ phụ các ngươi chẳng nghe ta, cũng không lắng tai mình. Còn các ngươi đã trở lại và làm điều đẹp mắt ta, mỗi người rao cho kẻ lân cận mình được thông thả, và đã lập giao ước trước mặt ta, tức trong nhà được xưng bằng danh ta. Nhưng các ngươi đã trở ý, đã làm ô uế danh ta. Các ngươi lại bắt tôi đòi mà mình đã buông tha cho tự do tùy ý chúng nó trở về, mà ép phải lại làm tôi đòi mình như trước. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi đã chẳng nghe ta, mỗi người rao cho anh em mình kẻ lân cận mình được tự do. Đức Giê-hô-va phán: này, ta rao sự tự do cho các ngươi, tức thả các ngươi ra cho gươm dao, ôn dịch, đói kém, khiến các ngươi bị ném đi ném lại giữa các nước thế gian. Ta sẽ phó những người nam đã phạm giao ước ta, không làm theo những lời giao ước đã lập trước mặt ta. Khi chúng nó mổ bò con làm đôi và đi qua giữa hai phần nửa nó, thật ta sẽ phó các quan trưởng Giu-đa và các quan trưởng Giê-ru-sa-lem, hoạn quan, thầy tế lễ và phàm những người trong đất đã đi qua giữa hai phần nửa bò con, ta sẽ phó chúng nó trong tay kẻ thù, kẻ muốn hại mạng chúng nó. Thay chúng nó sẽ làm đồ ăn cho loài chim trời và loài thú đất. Ta cũng sẽ phó Sê-đê-kia vua Giu-đa với các quan trưởng người trong tay kẻ thù và kẻ muốn hại mạng, tức trong tay đạo binh vua Babylon mới lìa khỏi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: này, ta sẽ truyền lệnh và khiến chúng nó trở về thành này. Chúng nó sẽ đánh, sẽ chiếm lấy và lấy lửa đốt đi. Ta sẽ làm cho các thành Giu-đa trở nên hoang vu, không có dân ở. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.